tử vi tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 trong tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023 là hung hay cát phúc hay họ làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và đón nhiều vận may đến với mình hôm nay minh được tử vi rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tử vi 12 con giáp và tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 được các nhà chim tinh học nhà tử vi học phương đông dự đoán dựa trên những dịch chuyển của các chòm sao sự chuyển biến của thiên can địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng 2 âm lịch năm quý mão tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi kỷ mùi hiệu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ giải hung hóa cát chuyển thời đổi vận mà mua nhà tậu xe giàu sang trồng nóc nhé sau đây mời quý vị cùng theo dõi Tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thuộc mệnh Hỏa Thiên Thượng Hỏa nghĩa là lửa trên trời Số của tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979, rất hợp vào, giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ, Bản mệnh tuổi kỳ mùi, nên lựa chọn ngày giờ nói trên, để xuất hành đi xa, hay thực hiện các công việc lớn, quan trọng, thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang lại nhiều kết quả như ý, đại cắt, đại lợi. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một phần để quyết định sự thành công, điều quan trọng hơn là kỳ mùi cần phải phát huy những điểm mạnh của mình, suy nghĩ, tính toán cẩn trọng, trước khi thực hiện một kế hoạch nào đó. Tuổi kỳ mùi với bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, càng lạc quan, thì sự nghiệp càng phát triển, tài lộc sẽ rất vượng phát trong tháng 2 âm lịch này. Và sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Kỳ Mùi, sinh năm 1979, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, tuổi Kỳ Mùi, sinh năm 1979 có thể hoàn toàn yên tâm về vận trình tháng mới của mình nhờ có sự xuất hiện của cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ công việc trong tháng hầu hết đều tiến triển thuận lợi sở cầu như nguyện làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng tháng này người tuổi kỳ mùi gặp được quý nhân phù trợ những lúc khó khăn đều nhận được những sự trợ giúp kịp thời những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp không lo đơn thương độc mã công việc đều diễn ra đúng theo như kế hoạch thậm chí một số việc còn tồn động trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn tinh thần hăng say giúp con giáp này đang đạt được hiệu suất rất cao trong công việc đôi khi còn khiến người xung quanh ngỡ ngàng mặc dù vẫn có không ít thách thức nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt lại thêm lối tư duy nhạy bén cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp đi đâu làm gì bạn cũng được coi trọng để bạn đảm nhiệm trọng trách các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi, bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng có tiềm năng. Với những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, đầu tư nào đó, đây là thời điểm lý tưởng để triển khai, vạn sự khởi đầu nan, dẫu trong quá trình có vấp phải khó khăn cũng là chuyện thường tình, bởi không có việc gì lại dễ dàng ngay từ đầu, người tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979, cần hết sức kiên nhẫn. Đặc biệt là trong tháng khi nguyệt lệnh Lâm Mộ xuất hiện, khiến tâm tính bản mệnh dễ thay đổi, cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu, chớ đứng núi này trông núi nọ hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo lại phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có. Bản mệnh là người có năng lực, chỉ thiếu chút nhẫn nại nữa thôi là bạn sẽ được như ý. Về mặt tài vận, Bước sang tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023, người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, đang có được báo hiệu, đón tin vui tới tấp, bạn đang gặp được ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi trợ mệnh, sẽ giúp tài vận của con giáp này chuyển biến tích cực. Bạn đang có những bước tiến đột phá trong tháng Quý Mão này, công việc tăng tiến, nên tài lộc cũng có nhiều khởi sắc tài chính tăng vọt người làm công ăn lương vẫn có thu nhập ổn định nên không thiếu thốn với những năng lực mà bạn đang thể hiện bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra tất nhiên có làm ắt sẽ được ghi nhận không làm thì ngược lại về thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc lợi cho đường kinh doanh buôn bán đầu tư thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh luôn có thể đưa ra được quyết định nhanh gọn và dứt khoát dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn Người nào đang có ý định khởi nghiệp, kinh doanh, thì có thể bắt đầu vào tháng này, vì các khí đang vượng, khá phù hợp. Có điều, may mắn đến và cũng có thể đi bất cứ lúc nào, quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn, đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang quá sớm nhé, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó tặng quà, hoặc được thưởng hoa hồng, lợi tức các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, người tuổi Kỳ Mùi, sinh năm 1979, vẫn nên có sự đề phòng với sự xuất hiện của bệnh hổ hung tinh, nguy cơ hao tài tốn cũng vẫn luôn tiềm ẩn. Người tuổi Kỳ Mùi nên cẩn thận, cần đề cao cảnh giác, đừng để bản thân mình bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật nhé. Về mặt tình cảm, Tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, đây cũng là tháng mà người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, có được đào hoa nở rộ, điều này có lợi nhất với người độc thân, bản mệnh nên mở rộng mối quan hệ xã giao. Rất có thể trong tháng này, bạn sẽ được mai mối, giới thiệu cho những đối tượng phù hợp, nhiều mối nhân duyên tốt lành đưa tới cửa, đây là dịp thuận lợi để bạn có thể tìm cho mình đối tượng phù hợp nếu thấy tiêu chuẩn chọn người yêu của bạn đang quá cao có thể hạ thấp một chút cốt lõi là để tình cảm tiến triển theo lẽ tự nhiên đừng quá cưỡng cầu bên cạnh đó nhân duyên cũng chỉ là thứ vô hình có nắm bắt được hạnh phúc trong tay hay không phụ thuộc phần lớn vào sự lựa chọn và cách ứng xử của bạn khi trái tim đã rung động bạn hãy mạnh dạn bày tỏ tấm chân tình của mình với người ấy do dự quá lâu cơ hội sẽ vụt mất Trái ngược với người độc thân, các cặp đôi hay vợ chồng lại dễ gặp rắc rối, do đào hoa quá vượng, có thể do tính chất công việc, khiến bạn thường xuyên phải tiếp xúc nhiều với người khác giới, đôi khi không tránh được những buổi xã giao, gặp gỡ, trong trường hợp này, nếu không có cách ứng xử hợp lý, hiểu lầm rất dễ xảy ra, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình dạn nứt. Lời khuyên của chúng tôi dành cho tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979 là, làm gì cũng nên suy nghĩ chín chắn, hãy nghĩ tới gia đình và nghiêm cẩn giữ mình, nhất là nam mệnh. Về mặt sức khỏe. Bước sang tháng quý mão 2023 này, về phương diện sức khỏe của người tuổi kỳ mùi khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại, ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt, do thời tiết thay đổi. Mặc dù vậy, bạn vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi hợp lý, đừng cậy sức mà tham công tiếc việc, làm việc cuồn cuộn, bất kể ngày đêm. Tuy nhiên, do trong tháng có bạch hổ chiếu mệnh, hung tinh này có thể gây ra điểm sát thương, tai nạn bất ngờ. Nhắc nhở bản mệnh tuổi kỳ mùi, nên đi đứng cẩn thận, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông, cẩn thận khi sử dụng những đồ vật bằng kim loại sắt nhọn trong nhà, hay lao động chân tay, vận hành máy móc, v.v. Và để có được thành công, thì người tuổi kỳ mùi, sinh năm 1979, phải vượt lên chính mình. Ai chiến thắng mà chưa hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dạy đôi lần. Đó là những câu thơ cổ vũ và động viên chúng ta sau mỗi lần thất bại. Thế nhưng cuộc sống đâu phải chỉ là chúng ta chiến thắng kẻ khác mới trở nên dễ dàng đâu. Chiến thắng thực sự hiện hách nhất phải là khi chúng ta vượt qua chính mình, đẩy lùi những mặc cảm tự ti, ta mới thật sự chiến thắng. Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiện hách nhất. Chiến thắng là khắc phục những khó khăn, vượt qua những thử thách để rồi sau đó ta được hưởng thành quả của sự vinh quang. Chiến thắng bản thân là khi ta vượt qua những rào cản và giới hạn của chính bản thân mình, đạp đổ những thử thách trong chính tâm hồn để bản thân mình thật sự chiến thắng xét đến cùng chiến thắng bản thân mới chính là hào quang trói lọi nhất bởi lẽ trong cuộc đời kẻ thù lớn nhất lại là chính mình ta có thể vượt qua hàng ngàn đối thủ khác nếu như biết đánh vào điểm yếu của họ nhưng suốt đời ta cũng không thể nào thấu hiểu được chính bản thân mình đôi khi chính vì sự thật nghiệt ngã đó mà nhiều người đã đầu hàng chính mình gục ngã trước những rào cản mà chính ta đặt ra cho nên nỗi sợ của bản thân luôn là điều khó khăn nhất và chiến thắng được nó cũng là chiến thắng vinh quang nhất cuộc sống là đấu tranh để giành được thắng lợi Xã hội luôn luôn biến đổi, những gian chuyên thử thách được dựng lên cũng ngày một xoay chuyển đòi hỏi ta phải thật sự bản lĩnh để dũng cảm chiến đấu lại với chúng. Bản năng tồn tại không cho phép chúng ta dừng việc đấu tranh lại và thực tế rằng hàng ngày ta vẫn phải đương đầu với hàng loạt những rắc rối của chính mình. Mỗi sáng thức dậy, bạn phải đấu tranh giữa việc dậy đi học sớm và việc ngủ thêm giờ. Đó cũng là một cuộc đấu tranh giữa sự lười biếng của bản thân và việc chấp hành kỷ luật. Nếu chiến thắng được nó, bạn sẽ chiến thắng được nỗi sợ của chính mình đầu tiên trong ngày. Đấu tranh với bản thân luôn là cuộc chiến khó khăn nhất. Nhiều khi ta còn chẳng hiểu nổi mình muốn gì, làm gì và đang suy nghĩ cái gì. Thế giới tâm hồn ta phức tạp và bởi thế việc giải quyết những rắc rối của chính mình cũng chẳng đơn giản một chút nào. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc đứng bên hai ranh giới để phán quyết mình nên đi bên nào cho đúng. Bởi thế, cuộc chiến với bản thân lúc nào cũng tiềm ẩn những khó khăn, vất vả vô cùng. Cũng chính vì sự phức tạp đó mà chiến thắng được bản thân lại chính là chiến công hiển hách nhất làm được điều ấy tức là bản lĩnh của con người đã thật sự trở thành nền tăng đương đầu với mọi khó khăn. Con người phải đấu tranh để hoàn thiện nhân cách và bảo vệ danh dự của mình dù việc ấy đôi khi phải đánh đổi bằng sự mất mát và không ít công lao. Socrates, nhà hùng biện nổi tiếng ngày trẻ bị mắc chứng nói lắp. Ông đã ra biển ngậm sỏi và tập nói át tiếng sóng biển để rồi sau này những lý luận của ông sắc bén và trôi chảy không ai có thể sánh bằng. Có phải đó chính là chiến thắng vinh quang nhất mà Socrates đã giành được trong cuộc đời mình hay không? nỗi sợ hãi của chính bản thân khiến cho nhiều người không dám vượt qua rào cản mà cuối cùng đành chịu đựng nó tuy nhiên bản thân chúng ta luôn có phần bản lĩnh và chính điều đó sẽ giúp ta đứng vững để đấu tranh trước những thử thách trông gai câu nói chứa đựng bài học sâu sắc về sự tự đấu tranh khuyên con người ta không được sống buông thả nuông chiều chính mình mà cần đứng lên dẹp bỏ hết rào cản để vững tin trên con đường đi phía trước bạn có sẵn sàng vượt qua nỗi sợ độ cao để lên sân thượng ngắm những vì sao bạn có dám vượt qua nỗi sợ môn toán để giành được điểm cao nhất lớp những nỗi sợ của chính mình sẽ biến mất nếu bạn thật sự quyết tâm đạp đổ nó. Là con người, đừng để khó khăn làm chùn bước bạn mà hãy vượt qua nó và chiến thắng. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị tuổi Kỷ Mùi sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội minh đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại